để thành công lên tiếng. Ta không thể tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những việc mình đang làm. Thay vì trước lấy khó chịu vào người bằng một trận cãi nhau không đáng có, thì chúng ta hãy im lặng và thôi quan tâm tới những lời nói đó. Bạn cứ tiếp tục công việc của mình và để sự thành công đó lên tất cả. Thành công sẽ đến với ai không ngừng cố gắng. Nhiều người nói với tôi, những người có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình thì thường rất thành công. Albert Einstein hay là Thomas Edison đều là những minh chứng đáng giá của những người đã kiên trì và giờ lưu danh muôn thuở. Albert Einstein đã không thể nói được cho đến khi ông 4 tuổi và ông cũng không thể đọc cho tới khi lên 7 tuổi. Cha mẹ của ông và các giáo viên đều cho rằng ông ấy tiếp thu quá chậm. Ông đã bị đuổi khỏi trường học và bị chối bỏ khi cha mẹ xin cho ông vào trường Zurich Pestlos Technik. Và giờ đây thì người ta luôn nhắc đến Einstein với từ thông minh vượt trội vì những cống hiến thay đổi cả thế giới do ông khám phá ra. Giáo viên của Thomas Edison nhận định rằng ông quá chậm để học bất cứ điều gì, nên mẹ của ông đã quyết định cho ông nghỉ học và tự bà dạy con trai của mình. Không chỉ có vậy, ông đã sớm bị sa thải khỏi hai công việc đầu tiên vì không đủ năng lực. Vậy mà với nỗ lực của mình, ngày nay thì Thomas Edison được biết đến là một trong những nhà sáng tạo vĩ đại nhất của mọi thời đại. Thành công đã mỉm cười sau hơn 10.000 lần nỗ lực để phát minh ra bóng đèn điện. Và đây chính là một ví dụ tuyệt vời cho tính kiên trì thực sự. Đó là những tấm gương sáng đáng học hỏi về tính kiên trì không từ bỏ. Trong con đường đi của họ có những lần thất bại, mà mỗi lần thất bại ấy, dù người khác có bình phẩm hay phán xét ra sao, họ vẫn tiếp tục con đường đi của mình. Sau đó thì cả thế giới đều biết đến thành công mà họ tạo ra và những điều họ đã làm được chính là vì họ đã luôn kiên trì không chịu từ bỏ ước mơ của mình. Người thành công là những người khiêm tốn. Nhưng nhường đồng nghĩa với việc sở hữu năng lực tốt hơn trong một tập thể yếu tố quan trọng để củng cố sự kết nối trong bất kỳ một nỗ lực chung nào cho dù là kinh doanh một gia đình hay trong một đội thể thao thì những người khiêm nhường có thể giúp cho những mối liên hệ trở nên tốt đẹp hơn khi có được sự hài hòa là khi những đức tốt đẹp trong chúng ta được bộc lộ minh chứng cho những người thành công và rất giàu có nhưng lại vô cùng khiêm tốn như là Warren Buffett Mark Zuckerberg Carlos Slim Hello hầu hết họ đều là những tỷ phú vô cùng thành công trong nhiều lĩnh vực và được nhiều người biết đến. Họ thành công nhưng lại không hề khoe khoang bất cứ thành quả gì cho người khác biết và chỉ để từ những người khác thấy sự thành công của mình. Họ thành công vì họ yêu công việc của mình chứ không muốn chứng tỏ với người khác cũng như công việc mang lại hạnh phúc và niềm vui hơn cả vật chất mang lại. Thành công không dành cho người lười biếng. Của cải vật chất trong xã hội đều do con người tạo ra, để có được nó con người phải lao động người nông dân cuốc đất trồng cây người công nhân vận hành máy móc nhà khoa học thực hiện các thí nghiệm mỗi người đều phải chăm chỉ làm việc để gặt hái được thành công ngoài sự chăm chỉ thì họ còn phải vượt qua gian khó có khi là cả sự thất bại sự cần cù ấy không phải tính bằng ngày bằng giờ mà bằng năm tháng có khi phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình nếu bạn còn đang mơ mộng rằng tương lai của bạn sẽ thành công nhưng hôm nay bạn vẫn chưa làm gì cả thì hãy cẩn thận đấy mơ cao thì ngã đau không phải ai cũng thành công mà trước đó chẳng làm gì cả. Dù bạn có vô tình trúng vé số độc đắc thì bạn cũng chỉ trở thành người giàu có sung sướng được trong một thời gian mà thôi. Nếu không biết cách sử dụng tiền bạc hợp lý thì tất cả rồi cũng chỉ là bèo dạt mây trôi mà thôi. Lười biến sẽ chỉ làm bạn dầm chân tại một chỗ và chẳng tiến thêm một bước nào hết. Thành công sẽ mãi mãi xa vời với những ai chỉ nghĩ mà chưa làm. Huyền Bí TV kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.